Con biết đâu ở thế gian đâu ở thiên đàng. Rồi, con đang ở thế gian hay ở thiên đàng? Con tới đây là con được lên thiên đàng rồi cha. Rồi, tới đây lên thiên đàng. Rồi, con kể chuyện ở thế gian coi có chuyện gì lạ, kể nghe. Dạ, con xin kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót. Hôm nay con muốn tới đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cái ơn thứ nhất của con đó là con được hết bệnh. Còn cái ơn thứ hai, con là bị thoát vị đĩa đệm. Còn cái ơn thứ hai của con đó là ơn trở về. Cái ơn mà con bị thoát vị đĩa đệm đó là 2 năm trước con bị thoát vị đĩa đệm cổ. Thì con đi chữa thì nó bình phục rồi. Cái con đi làm lại thì nó đau từ cổ, nó đau xuống tới thắt lưng. Nó đau quá nhưng mà con cứ cố gắng con đi làm. Con cứ thắt cái đai bụng nó con đi làm. Cái tới cách đây 20 ngày là bác sĩ kêu con nhập viện gấp tại vì em đau lắm rồi. Mà em còn làm nữa là lần sau tới là bác sĩ không nhận nữa đâu. Cái bác sĩ cho con vô nhập viện, con nằm bệnh viện 4 ngày. Bác sĩ chích thuốc giảm đau cho con cũng không hết. Rồi cho con uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Cái bác sĩ nói em có thấy đỡ không vậy? Dạ không bác sĩ ơi, em không có đỡ một chút nào luôn mà. Đêm em nằm em cứ đau, đau không chịu nổi, đau thứ gì nó đứt cái lưng ra luôn. Cái bác sĩ nói vậy thôi giờ tôi cho cô đi MRI thôi chứ giờ để tôi coi coi cái bệnh. Dạ. Cái 2 ngày sau con cứ ngửa mặt lên kêu xin bảo Chúa ơi, nếu mà Chúa giao cho con cái bệnh này thì con xin nhận. Tại khi mà con bị thoát vị đĩa đệm lưng là cái nghề của con là bỏ luôn. Con không, con làm giáo viên mầm non. Tại vì cái nghề của con là hay đi lung tung á, đi nhiều nên nghề đi lung tung. Rồi cái là 2 ngày sau con cứ xin Chúa bảo Chúa ơi bây giờ như vậy thì sao. Cái bác sĩ lên nói này cô này tôi coi em đai rồi đó, không có bị cái gì đâu. Còn cái cổ cô nó kéo xuống cái lưng thôi, bây giờ điều trị là được đi về. Cái con được cái ơn trở lại của con là bây giờ hết chưa con? Dạ bây giờ con vẫn đi điều trị ngoại trú nhưng mà cái bệnh con nó cũng đỡ rất là nhiều rồi. Còn đi lung tung không? Dạ con đi lung tung nên con mới được đi tới đây. Rồi cái ơn trở về của con đó là thực sự là con tôi đứng đây mà con xúc động lắm. Con bỏ Chúa, hình như con lạc Chúa hình như là 8 năm nay rồi. Nhà con á thực sự là mẹ là đạo đức lắm, chị con cũng đạo đức lắm, có mình con à, mình con là thuộc dạng là đi đạo đi lễ cứ lo ra không à, cứ chưa trẻ chưa có bàn thép lạnh rồi con đã đi về rồi. Rồi khi con lấy chồng á, gặp chồng con là bên nương mà rắc rối cái là bố chồng con là có đạo nhưng mà lại bỏ đạo, rồi đến chồng con thì theo vậy thôi để lấy vợ thôi. Hay, con đi lễ, mỗi lần con đi lễ là ma quỷ cám dỗ, ông cứ nói con chứ ngày xưa không đi thì giờ đi đi lễ có cơm ăn không? Thế con nói con chẳng trả lời gì hết. Cái con bảo chứ thôi kêu xin thôi, chứ bây giờ con thì đạo đức thì chẳng ra làm sao. Con chẳng có đi lễ nhiều đâu cha. Cái mọi khi mà tới đầu năm á là cứ có 3 ngày lễ mà dành cho đạo Công giáo mình, nó con không có đi. Cái mẹ con nói mày á là đúng là cái loại mà bỏ đạo. Tao á nếu năm vừa rồi á mẹ con nói chứ nếu mà mày không đi 3 ngày này nữa là tao từ mày luôn, tao không có thèm nhìn mặt mày, tao không có nhận mày làm con. Cái 3 năm vừa rồi con có đi đạo, con có đi lễ 3 ngày mà con cũng chưa có ơn trở về nữa. Cái lúc mà con nằm trong bệnh viện á, cái mẹ con cứng đầu lắm cha ơi. Mẹ con cho cái đĩa của cha đó 500 bài giảng. Con về con đâu có nghe đâu, con cứ dục đấy. Cái mẹ hỏi mày nghe cha Long đi, thế nào mày cũng có ơn về và con không có thời gian đâu mà con nghe. Con lại nói vậy nữa. Cái con để đến nỗi mà cái pin ở trong máy nó chạy thành nước luôn. Cái con bảo chứ mẹ ơi, con đi bệnh viện á, con lấy cái đĩa cha Long cho con nghe mà bây giờ nó chạy thành nước rồi. Mẹ bảo tao bó tay mày luôn, mày tình đưa cho mày để mày nghe mà mày như thế. Cái là con vô trong bệnh viện con nằm 15 ngày, con không có lên mạng nữa, con cứ nghe cha vậy. Con nghe xong với con trong lòng con cứ hối thúc con đi xưng tội. Con bảo cái anh mà kế bên giường con á, nói em có biết cha Long ở đâu không? Chở chị đi với chị
cái con nói con đi xưng tội, cái người ta phục bay luôn. Người ta nói ủa bà tội gì mà phải đi xưng tới Cha Long vậy bà, chứ chị nhiều tội lắm, chị phải đi xưng tội với lại chị tạ ơn, tại vì chị xin chị được ơn. Cái là cái người đó xuất viện về, cái con cũng được xuất viện về, thì người đó nói là chị đau như vậy mà ngồi xe máy đi không thể nào chị đi được đâu, xa lắm, 20 mấy cây số lận. Cái cũng ơn Chúa về nhà, cái mấy chị em lại nói chứ đi Cha Long không, bà đi đi cho em đi với, em đi qua bên đấy em tạ ơn cái. Nhưng mà trong lòng con á là muốn qua cha để con được xưng tội, con trở về con nghe cái những cái bài giảng của cha, con mới thấm được cái bài mà cha giảng á, con mới thấm từ từ, con mới hiểu ra được là như thế nào mình đã lạc mất Chúa, như thế nào mình phải quay trở về. Thế là con vừa tới đây cái con chạy vô con xưng tội xong cái con đi ra đây, cái cha bảo chứ có ai muốn làm chứng không, thực sự con muốn xách ghế lên đây con ngồi con làm chứng. Nhưng mà lúc đấy thì trễ rồi, cái cũng lại Chúa lại con về, con bảo chứ là Chúa không biết sao để lên làm chứng cho cha bây giờ. Cái con lại cầu nguyện, cái có một thiên thần lại xuất hiện hôm nay bao xe để cho con được tới đây con làm chứng cho cha. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, thưa cha, con tên là Lucy A Phạm Thị Duyên, con bạn. Lucy Phê hay Lucia? Con là Lucia Phạm Thị Duyên, con 33 tuổi. Con ở bên giáo xứ Thánh Phaolô, bên đường số 7 Tên Lửa. Phaolô được Tên Lửa, cha có xuống đó rồi. Cha có xuống đó rồi mà con vẫn chưa trở về, hôm nay con mới trở về. Đây nó chạy để cho thay cho cái khác. Cái máy mà nó chạy ra mà nó không thèm nghe, nó lạnh nó luôn rồi. Mà Chúa vẫn kiên nhẫn, chị em thấy không? Chúa vẫn kiên nhẫn, dù có 7 năm hay là 70 năm hay là 77 năm, Chúa vẫn kiên nhẫn, Chúa không mất kiên nhẫn. Dân Do Thái mất kiên nhẫn, người Do Thái mất kiên nhẫn vì không chịu nổi Chúa Giêsu, không chịu tỏ cái vinh quang của ông ra, mà Chúa Giêsu cứ ẩn giật mãi, Chúa Giêsu cứ làm những chuyện bình thường mà không chuyện làm phi thường. Nếu mà Chúa tỏ vinh quang ra, tin, đứa nào nói là tâm niệm hết, tin, đứa nào mà chống là khỏe tay hết, thì chắc nó theo Chúa nhiều lắm, mà Chúa không. Nó chửi Chúa, nó ném đá Chúa, rồi nó bắt Chúa, Chúa vẫn cứ lạnh thinh, cứ kiên nhẫn đợi chờ nó quay về. Và người Do Thái không kiên nhẫn được, cho nên thôi, không có tỏ ra cái gì cả, sách giết luôn cho nó xong tội, không có lưu thôi gì cả. Nơi ông đi tôi biết đâu mà đến, ông tự tử chứ đi đâu bây giờ. Người Do Thái mất kiên nhẫn cho nên họ đã ném đá Chúa, họ đã bắt Chúa treo trên thập giá. Còn Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ cái cô bé này quay trở về. Kiên nhẫn đợi chờ rất nhiều người anh chị em quay trở về. Chúa chúc lành cho con. Cô giáo đừng đi lung tung mà đi. Rồi mời anh.